Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Rồi hôm nay là ngày đầu tuần ha, mình lại tiếp tục những cái hàng sale nha anh em. Thì trong đây nó sẽ có cái hàng này. Con này thì giá đang sale cũng rất tốt là anh em ha. Triệu mốt sale anh em còn 950 nha. Đó, 950k thôi. Cái con này nó là con máy mài khuôn, mình giới thiệu con này trước nha. Này. Đây là một cái con máy mài khuôn motor keo nha. Đấy. Của Phất Đông thì cái dòng này anh em nó trang bị là một cái đầu riêng nè nha. Cái đầu này thì chúng ta gắn cái dây mài khuôn vô ha, và chúng ta gắn cái đầu mũi mũi mài vô. Thông thường đối với những dây máy mài khuôn motor keo, đối với những dòng này thì thông thường mình thấy mấy anh Kim Hoàng hay xài á nha, treo vô rồi gắn những cái đầu mài với đầu dũa đầu lũa rồi vô anh em nha. Rồi nó gồm là một cái này ha, một cái đầu dùng để đầu nói á. Cái thứ hai nữa là một cái bàn đạp này làm nhiệm vụ á, là chúng ta chỉnh đạp chỉnh tốc nè. Anh em muốn nhanh thì đạp nhanh, muốn chậm thì muốn nhanh đạp sâu vô ha, muốn chậm thì đạp từ từ ở trên đó ha. Bàn đạp chỉnh tốc rồi bỏ qua. Cái sản phẩm kế tiếp nữa đó là cái motor và kèm theo cái sợi dây đây anh em. À. Đây ha. Rồi cái motor kèm theo cái sợi dây nè. Thì cái sợi dây này nè, anh em xài thì mình sẽ gắn vào cái đầu này nha. Đó, gắn vào cái đầu này đây. Anh em gắn vô ngay khớp là cái cốc, là nó có cái rãnh nè. Nha, cái rãnh là trong đây nó có rãnh nè. Nha, mình gắn vô cái ngay khớp là ngay cốc liền à. Nha, đó. Nó có bưng bi nè, nó gài lại. Rồi xong rồi đó. Thì trong đây thì nó sẽ có cái này, mình sẽ dặn ra. À, dù mình muốn anh em kẹp này tầm khoảng cỡ 4 ly thôi nha, khoảng đó. À, cái này nó tầm khoảng 4 ly. Rồi. Về cái bàn đạp thì kết nối làm sao? Dù cái bàn đạp cái này nó có sợi dây nè. Cái này là anh em gắm nhổ điện nè nha. Còn cái dây còn lại nè anh em gắn vô cái motor. Đây cái motor này dùng để chúng ta treo lên ha, gắn vô đây nè. Rồi. Nha, còn cái này thì để dưới chân chúng ta đạp, motor hiện chúng ta treo lên. Đây anh em, cái công suất của thằng này á, là nó là không có nhiều quá đây ta. Đây ghi tốc độ 24.000 ha, là maximum á anh em. Maximum là 24.000. Cái công suất này nó không không mình không thấy nó ghi rồi. Nha. Nó ghi là dòng điện 230V 50 đến 60 Hz nè. Rồi, công suất là hai quên tốc độ quay là 24.000 nè. Đó. Hàng này sản xuất ở Trung Quốc nha anh em á, hai giao thang nằm ở đây nè nha. Rồi cứ thế mà chúng ta đạp thôi nha, chúng ta đạp thì nó sẽ xoay, mình sẽ test thử cho anh em ha. Đối với mấy dòng này anh em, cái dây này bên cửa hàng mình có nha. Cái ruột á, cái ruột này nè, nếu mà nó có anh em xài nó có bị đứt á, cửa hàng mình có để thay luôn nha, anh yên tâm, ruột là có hết. Chất màu không có dây này dẹp rồi nha, mình đạp đây anh em, đạp nè, mình đang đạp nè, đó nó quay nè, thấy không đó, đạp vô nè. Rồi, ok nha. Bộ này 950.000 anh em ơi. Motor keo 950.000. Mấy dòng này thì anh em dùng nhà để mài khuôn đồ nhỏ nhỏ, nhỏ nha. Rồi chúng ta làm đồ mini đó nha. Chứ này cái này không có đi mài mấy cái đồ lớn được nha, không được nha. Nói chung chúng ta làm đồ mini nhỏ nhỏ đó. Đó, thì nguyên bộ nó gồm vậy ha. Motor keo này nọ. Rồi. Hàng mới 100 ha của Freedom. Ok. Phật Đông với lộn 950k. Rồi sản phẩm kế tiếp nữa đang sale giá hấp dẫn đây. À đây. Cái con này anh em thì giá đang sale có 900 ngàn thôi nha. 900 ngàn thôi. Rất là rẻ. Đây là cái máy hút bụi của hãng Total. Cái con này thì nói chung là bán hơi chậm ha. Cuối năm thì nói chung mấy con này xài pin đó anh em. À, mấy con này xài pin.
đó. Mấy con này thì mình sẽ sale con này còn 900 ngàn thôi. Dòng này anh em nào phục vụ gia đình thì mình mua về mình xài. Con này là hết pin là tự động mình sạc nha. Thời gian sạc con pin này tao còn khoảng cỡ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Nó có ghi thông số kỹ thuật ha. Ủa quên, 3 đến 5 giờ đồng hồ. Lộn, 3 đến 5 tiếng đồng hồ là để chúng ta sạc pin. Còn nó hoạt động liên tục khoảng cỡ 50 phút nha, 5 đến 70 phút. Cũng tùy. Đó. Rồi, về cái hết thì chúng ta cắm vô chúng ta sạc thôi nha anh em á. Còn đơn giản. Này thì chúng ta bỏ ra nó bật công tắc lên là nó chạy thôi, đây nè, có công tắc nè. On off rồi. Đây. À on nè. Rồi nó quay đó. Nó kêu tiếp nghĩa là nó quay cái nè, thả xuống nè. Đó. Nó cảm biến nha, tự động là nó sẽ lùi lại, đụng cái vật liệu gì đó là nó lùi lại. Đó, ví dụ như cái đây cái bàn mình nè, nó chạy tới đây là nó sẽ lùi lại này nè, đây nè. Đó cái bàn không anh em. Đó nó không có rớt ra ngoài ha. Đó, ví dụ đây là cái bàn không nè. Nó dụ ra tới khoảng trống là nó có cái cảm biến là tự động nó sẽ lùi lại luôn, nó không có chạy rớt xuống ngoài. Đó. Anh em sẽ coi bên đây nó sẽ trống nè. Rồi 900k cho máy hút bụi này nha. Số lượng có 2 con. Đó anh em thấy nè. À. Nó chứ mà nó có cái cảm biến là nó tự động nó thụt lùi lại hết nè. À, hút bụi. Chờ hôm qua khoảng trống này lâu quá ta. Đó đây nè, thấy chưa? Khoảng trống là tự động nó thụt lùi về anh em. Đó, ok ha. Rồi. Off đi. Cái dòng này thì đang sale nhá, 900k thôi. Rẻ mà, 2 con. Chung cuối năm mà anh em ha. Nào giá lúc tốt anh em sale anh em xài. Sạc nha. Cái tô tàu này anh em nó có hai dòng lẫn, có dòng mà kia nữa, hai dòng kia thì nó mắc hơn. Mà dòng kia thì mình như không có hàng, hết hàng thì phải. Em mà thấy hai con này em kho thì mình đem ra mình sale cho anh em thôi. Giá cũng quá trời rẻ luôn nha. Rồi ok nha. 900k một con, có 2 con. Con này cũng vậy, hai con này thì nó cũng y chang con nãy ha. Mình tưởng nó hàng mã. Rồi. Cái tiếp nữa. Thì cái đèn này hôm mấy trước thì đang sale cũng còn 390 anh em á, đèn led nè. Cái này bán cũng còn có 4 con hay 4 5 con thôi à. Thì hết hàng rồi. Hổng cũng còn mười mấy con luôn á. Đèn này hay lắm. Nha, ở đây thì nó dùng sạc năng lượng. Sạc năng lượng đối với những trường hợp cần thiết thôi nha, chứ bình thường nhà chúng ta cắm sạc USB cho nó lẹ. Mà sạc năng lượng anh em đòi hỏi phơi nắng 6-7 tiếng gì đó nó mới đầy. Nha, cả đó phải nắng liên tục đó nha. Đó. Thì trong khi đó chúng ta đi sạc cái USB cũng được ha, sạc USB thì cũng khoảng cả đó anh em ha. Đó, sạc bằng điện thoại chúng ta đó, rồi chúng ta cắm cho nó sạc. Đó. Thì nó có 500 nó hít nè, có tay sách nè. Ha, dùng để sách nè, có làm cái chân để nè. Đây là cái chân để nè ha. Và cái đèn rất là sáng nha, đèn này mình làm việc rất là sướng luôn. Anh em ra ô tô nó có một cái ta đây chui gầm xe nó làm hít lên được nè. Đó, sáng full nè. Giảm chút xíu nè, giảm nữa nè. À, nó có ba đầu giảm nha, cảnh báo nè. Xe ô tô nó đựng cái là ngon ha. Đó, tắt. Đó nè, 390.000 bộ ha. Pin tích hợp sẵn ở đây luôn rồi. Thì chúng ta chỉ việc là sạc và đầy và nó xài thôi. Còn trường hợp mà sạc cái năng lượng khi nào cần thiết nó xài. Ha, chứ mình mà ở nhà phố người ta đem ra ngoài trời người ta phơi nắng chắc sáng chiều chắc nó mất tiêu quá. Còn đem sân thượng nó phơi nhá, mà chỉ cực có điện cắm vô nó xài, khi nào mà cúp điện gì đó thì nó sử dụng cái năng lượng anh em ha. Rồi 390k, còn có 4 con anh em. Rồi, sản phẩm hai con nhỏ nha, nhắc lại ha. Mấy này là cận Tết nè anh em, mua cái lỗ hũ đi. Cái hũ này về chét bọc tường nè. À, những cái nhà cái tường chúng ta nó có những cái lỗ khoan, những cái lỗ mà đóng tắc kê. Đóng gì đó chúng ta cần cám lại, ok, dùng này chúng ta chét lên. Anh em khi mà những cái lỗ mà trên tường ta có sâu á thì anh em nên dùng những cái ví dụ như cái lỗ mà chúng ta lớn quá đúng không, thì giờ anh em lấy một và những cái gì đó chúng ta bít cái lỗ lại ha, cho nó tiết giảm được cái keo này chúng ta chét bên ngoài thôi. Ví dụ dùng cái gỗ nó đóng vô hoặc là có cái tắc kê nó đóng vô hay rồi chúng ta chét vô ha, chét này lên cho nó bít cái lỗ lại. Cái này là màu trắng nha, những anh em nào mà cái kem ha, kem chét tường. Những anh em nào mà nhà tường màu trắng chét cái là đẹp luôn nha, nó sẽ thẩm mỹ hơn nha. Còn tường màu thì chúng ta khi chét lên màu trắng thì chúng ta phải sơn lại, ok ha. Đang sale còn có 45.000 nha, 45.000 hũ nửa ký, xài nhiều lắm mà nha. Nhà mình có hũ mà xài chét không hết nhà luôn á, đừng nước quá thôi, chét lọ nhỏ nhỏ chét không hết nhà luôn vẫn còn anh em ơi, nhiều lắm.
Rồi 6 65 giảm 45.000 nha. Kế tiếp với chai này, ô trơn năng nha, chai 550 ml nè. Giá đang sale còn có 65.000 thôi, 78 sale còn 65 nha. Chai này cũng còn khoảng mấy chục chai thôi, gần hết rồi. Khủng thiệt cái chai này rồi, đợt hồi mình về là tới 500 chai á nè. À, hôm nay còn là không, cái này là 500 chai nè, còn cái 400 ml là mình về thêm 300 chai, nó tổng cộng là 800 chai nha. Hồi như tháng mấy mình quên rồi, 800 chai mà giờ cái chai này thì còn có mấy chục chai thôi. Đó, còn cái chai mà 400 ml thì chai nó gần hết rồi, còn cũng mười mấy chai là hết rồi. À, tính ra cũng nhiều chưa. À, rồi đang sale này mà 78.000, cuối năm là sale cho nó hết luôn, sale còn 65.000 nha. Bôi trơn cơ năng, xịt ổ khóa, bản lề cửa, cái gì mà cuối năm ta cần bôi trơn, reset, chống sét gì đó ta xịt vô nha, cho nó ngon lành, có chất bôi trơn này nọ anh em ha. Rồi 65.000 nha, chai này xài lâu lắm, mấy chai này hạn sử dụng đó nó lâu lắm nha anh em. Đó, đó nó lâu lắm, tháng 11 2024 nha, bây giờ mới 2022 thôi à, còn 2 năm nữa nha, 2 năm nữa xài chai thì nó dư sức rồi. Rồi kế tiếp đây, sản phẩm này cũng đang sale nè, 768.000 sẽ còn 620. Đây là cái súng phun cát nha của Oshito. Đó, trang bị chúng ta nó sẽ có cho chúng ta là hai cái chai cát, cát này hết thì chúng ta có thể lấy cái cát xây dựng, loại cát mịn, cát nhuyễn ta vẫn xài được. Súng mà được cái hay cái là nó sẽ dùng cái bình nằm trên đây luôn nè, bình này là 500 ml, anh em bỏ vô và anh em bóp cò thôi, bóp cò thì này dùng hơi nha. Đó, cái đầu nối hơi này thì nó không có, anh em phải mua thêm. Đây nè, cái đầu nối hơi nó không có, hãng nó không cho đầu nối hơi nha. Đầu nối hơi này chúng ta phải mua thêm, hàng chính hãng của Oshito nha. Đó, chúng ta mua thêm cái đầu nối hơi chúng ta bỏ vào nha, anh lưu ý dùm. Rồi cứ thế chúng ta phun cát thôi, bỏ cát vô chúng ta phun thôi, không cần phải dùng cái bình rời, không cần dùng bình rời, cũng không cần cái dùng cái ống mà chọt nó mới công ha. Anh em mua cái này về anh em phun luôn, phun thẳng luôn nha. Đó, một hơi nó sẽ cuộn cát theo nha anh em ha. Rồi, ok. Bóp cò là nó phun hơi ra xịt cát thôi, để nó bắn cát á nha. Đó, xài cái này thì nó được cái nó sẽ rẻ hơn đối với cái gì, những cái bắn laser nè mà. Giá hiện tại đang sale còn 620 nha, 760 mấy ngàn, sale còn 620, số lượng có 2 con. Đó, số lượng 2 con nha anh em, 620 ngàn cho súng bông cát này. Rồi kế tiếp nữa, cái bộ máy này thì chắc là nhìn em quen rồi ha, mài, dao kéo, mũi khoan, mũi đục đa năng ha. Đây là máy mài, dao kéo, mũi khoan đa năng của Oshito, dòng máy đang sale còn 900. Anh em chặn chút, 960.000 nha anh em, này không ghi giá mình quên ha. À, phải nhớ lại, trang bị cũng đầy đủ ha. Đó, một cái nắp, một cái này dùng để mài, mài này là mài mũi khoan nè nha. Cái này mình có review nhiều rồi, nay giới thiệu lại anh em á. Rồi cái này là cái nắp mà dùng để mài dao kéo nè, và dính ở trong đây á, là mài mũi khoan, mũi đục đây. À, đây nè, mài mũi đục nè. À, mũi đục, mũi lửa bào đó. Cái này thì anh em đưa vô anh em kéo cái loại thôi, đá này yên tâm nha, đá này mình có hàng sẵn luôn, 250 viên nha, vẫn là ngon ốp thôi, giá chỉ có 960.000 thôi này má. Giá của nó mà khi bán trên thị trường bình thường bây giờ là 1.420.000 đó. Cuối năm thì sale cái này thì khủng hoảng luôn anh em ơi, không phải sale cuối năm đâu, sale từ hồi có tháng nay rồi, nhưng mà số lượng này mình về nhiều ha anh em á, nên vẫn còn đó. Trên đây nó có cái 500 này nha, 500 nó hit đi nè, đây nè anh em, hai cái 500 nè, đó, phải không? Đúng rồi, 2 500 nó hit ha. Rồi 960.000 nha, số lượng còn mười mấy con thôi. Thời điểm này thì nói đúng ra thì hàng hóa đâu anh em, có nhiều mã cũng hết, nhiều hết cũng không ai nhập thời điểm này đâu, cũng chờ qua năm thôi, kể cả bên phần nhập khẩu hoặc là bên mình cũng vậy. Ví dụ như mình thì giờ bán những cái hàng gọi là tồn trong kho, ví dụ vậy ha, hoặc những cái hàng nào mà bán thường xuyên á thì sẽ đem về, những cái tool, những cái máy bán thường xuyên á nhập về, còn những cái khó bán á thì hầu như qua năm lấy nha. Còn những cái đồ nghề là hết rồi đem về, hết rồi đem về, đồ nghề là bắt buộc phải có anh em ạ. Đồ nghề bên mình là hết là bắt buộc phải về để bán. Còn máy dụ như những cái dòng mà bán chậm chậm nào, có công ty có sale có gì đó thì mua thôi. Rồi kế tiếp cái thùng ha, thùng này khủng hoảng luôn anh em á, có 580.000 thôi nha. Thùng này á, nên á là chúng ta cái thùng này nè, lớn lớn chúng ta để ở nhà nha anh em, xách đi chở đi nó to mà xách nó nặng lắm,
Thùng này ở nhà mình muốn hai cái đựng đồ cũng khá là nhiều anh em á. Ở trên nắp ở trên nè, đây 2, 4, 6 ô đựng ốc vít, đây ô dài nữa đựng những cái mũi gì đó, mũi khoan gì đó, tao muốn đựng những cái đựng ha, 6 ô có thể gỡ ra được nha. Đó, gỡ được hết luôn nó 6 ô nè em ha. Đó rồi, tay cầm thì là bằng nhôm, chụp bên đây bằng nhựa nha. Rồi bên mặt bên đây thì nó sẽ làm bằng hai bát kim loại. Cái thương hiệu này của hãng Onco nha, Onco là thuộc cái tập đoàn của Meridian International nha. Cái tập đoàn này thuộc, nó sở hữu tới 4 thương hiệu con, là trong đấy có hàng Onco chuyên sản xuất và xuất khẩu sang thường quốc tế và các nước thôi, chứ nó không bán hàng nội địa Trung Quốc. Anh em tìm hiểu thương hiệu đi, nó không bán Trung Quốc, chỉ bán quốc tế thôi nha. Thì cái dòng này á, nó sẽ bên trong nè, rất là rộng, anh thấy không? Nắp nè mênh mông luôn, ở trong nè mênh mông luôn. Hai cái đáy là bằng nhựa ha, nên là bằng ton, sơn tinh tiện và rất là cứng cáp. Rồi cái dòng này về thông số này, mình đọc thông số phủ bì nè, 58,5 ha, rộng là 28,8, cao là 25,5 nè, nó rất là rộng luôn ha, anh em đựng thoải mái luôn. Đây mênh mông luôn ha. Đó. Cái dòng này tới 23 inch nha, là size lớn anh em ha, size lớn 23 inch. Đó. Chiều dài cái con này lọt lòng luôn đó. Anh em biết cái này phủ bì là nó là 58 đúng không, lọt lòng này cũng khoảng gần đó nha. Bây giờ mình sẽ đo cụ thể cho anh em coi. Đây nè, lọt lòng là gần 58 nè, 57 mấy ha. Đó. Đây lọt lòng nè, 58 luôn đó anh em ha. Rồi bề ngang nè. Bề ngang này cũng vậy ha, bề ngang này cũng là 25 rồi nè. Nha, chiều cao. Cao lên cái mép này là 17,5 nè, mình bỏ cái nắp vô thì không có tới nha. Nắp cũng rộng mênh mông luôn. Đó anh em, rất là rộng. Đựng đồ ha. Giá đang sale thùng này có 580.000 thôi nha. Số lượng còn khoảng mười mấy cái. Đó, 580.000 thôi nè em ha, 580.000 cho thùng này. Ha, miệt mài luôn. Đây, cái đáy nè, mắc cáo nè ha. Đó. Những cái xương này thì để chúng ta để nó chịu lực nè. Anh em ở đây nè. Rồi ok. 580k. Kế tiếp nữa cái thùng này. Thùng này thì giá là 1.250.000 nha. Mà hôm kia có anh hỏi thùng này đựng 30 kg sách nổi không? Thì giờ sang đây mình nói luôn, sách không có nổi. Thùng này không ai đi chứa 30 kg để sách hết anh em ơi. Đây lý do sao đây mình nói anh em coi. Chờ xíu. Vui được rồi. Thùng này thùng ngăn kéo được 3 ngăn nha, cái hàng này hàng gia công nên nó chưa có đóng thương hiệu. Đó. Đây. Đó, nó đóng như vậy nè. Ở trong này nó có thêm 4 miếng mút nữa nè. Nha. Đây thì nó sẽ có những cái mút đây nữa. Đó, bỏ vô. Đây đẹp thế không, chỉ có 1.250.000 thôi nha. Thiết kế là ba cái ngăn trượt, trong đây thì có hai cái khóa nè và hai khóa kim loại nè anh em, hai khóa kim loại ha, đẹp lắm, hai khóa kim loại ha, cứng cáp đó nha. Rồi ở chữa nó có thêm một khóa nữa và có chìa nằm ở đây ha. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể chúng ta gài này xuống nè, thì nó có cái cây này để nó chốt lại ba cái ngăn trượt này. Mà muốn chốt ba ngăn trượt này chúng ta phải đưa sát vô nha, đưa sát vô thì nó gài xuống nó mới chốt được. Còn anh em mà không có đưa sát vô, anh em mà anh em có thể là gỡ ra như nè, lên lên như nè ha. Đây này như nằm này, rồi chúng ta đưa xuống cũng được. Rồi cứ thế chúng ta xài thôi, không cần khóa ha, kéo ra nè, nó đưa vô ha. Chúng ta có thể khóa nắp trên hoặc là khóa hết này cũng được nha. Ba cái ngăn trượt và khách hàng mưa hỏng đâu, cái thùng này giờ chứa 30 kg sách đi nổi không, mình nói là không có nổi. Thùng này á, là đa phần là chúng ta để cố định chỗ. À, chúng ta xài hoặc chúng ta bê bên hông. Bởi vì sao cái quai này nè, thiết kế là bằng nhựa và cái quai này chứ nắp đây nè, nó chỉ chốt có 4 con đinh tán nằm ở trong cái tấm con như này thôi. 4 con đinh tán trong tấm con thôi nên đâu sách nổi đâu. Không sách nổi 30 kg nổi nha. Đó, cái thùng này thông thường ta mua về đặt một chỗ thôi. Ha, đặt ở trong cái bàn làm việc hoặc là chỗ cái tủ bàn thợ á. Lấy gì kéo ra nha. Okay. Lấy gì thì mình đó, lấy gì thì mình kéo ra mình lấy. Cờ lê gì đó mình muốn lấy gì mình lấy nha, có 1.250.000 thôi, rất là rẻ. Bình thường những cái thùng giống vậy anh em bán hầu như là 2 triệu mấy, 3 triệu mấy không, thấy mấy hãng khác
và nó cũng vậy thôi. Chiều dài là 45 nè nha, của cái ngăn trượt á, còn bề ngang của nó là 19 nè, chiều cao nằm khoảng cỡ 4 45 nha, 4 phân rưỡi á, đây nè nha, 4,5 đó. Nhưng mà mình hơi đựng cao hơn chút xíu, cái tay ngang trượt này nó vẫn còn khoảng trống để nó chạy nè nha. Đó là bề ngang trượt, ba ngang như nhau. Còn về cái học trên đây nè, chiều dài đây tới 51, gần 52 nè nha. Rồi bề ngang của con này á là 21, gần 22, 21,5. Chiều cao này thì anh em có thể đựng cao hơn ha, tại vì nó có cái học ở trên nữa. Học trên nè, em có thể đựng cao hơn luôn, miễn sao nó không rớt ra ngoài là được rồi. Anh em có thể bình thường ở đây là 5 nè, 4,5 nè nha. Có thể anh em đựng lên cộng thêm ở đây nữa là khoảng gần 9 nha, chiều cao khoảng 9 đó. Tại bên hông nó nằm nó thiết kế nó chiều cao này nè. Ok ha. Rồi. 1.250.000 cho thùng này nha. Khá là rẻ luôn đó anh em. À, khá rẻ luôn. Mấy cái thùng này thì cái xương này nè, hai bên mấy cái xương này nó chịu, nó làm cho nó dày nha. Còn ở giữa này thì tao nó sẽ mỏng hơn chút xíu. Đó, ở đây là dày anh em ha, mấy cái xương này nè. Đây, cái xương này nó hàng, phải nói là những cái mối hàng anh em không? Đẹp. Rất là đẹp luôn đây nè. À, đẹp lắm. Đây anh em. Đó, đẹp ghê chưa? Trời ơi. Bên đây nè, bên hông nè. Và đây là nguyên cái bản lề của nó. Đây hàng bấm nè. Hay những cái dấu này hàng bấm hết nè nha. Đẹp thẩm mỹ, nói chung là hàng thẩm mỹ. Rồi, 1.250.000. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ nha, dòng này giá từ hàng chưa bao gồm phí ship nha. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Ở dưới thì nó không có cái mấy cái cục u nha. Đây nè, ở dưới không có. Anh em để thẳng trên bàn luôn. Đó. Rồi 1.250 thôi anh em. Giá tại cửa hàng chưa gồm phí ship nha. Anh em nhu cầu mua liên hệ số điện thoại dưới. Rồi hết. Hết rồi đó. Anh em nhu cầu mua sản phẩm nào thì liên hệ nha. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.